Vừa qua, thì hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên BB với triển vọng ổn định. Vậy điều này sẽ tác động thế nào đến tài chính của nền kinh tế Việt Nam? Để tìm hiểu vấn đề này, thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Nguyên, là Giám đốc Phân tích và Đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời đến với buổi trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, thì mới đây thì tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đã nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam lên BB với triển vọng là ổn định. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái điều này ạ? Đây là một cái tin rất đáng mừng cho nền kinh tế của chúng ta và cho Việt Nam của chúng ta cũng như là cho thị trường tài chính nói riêng. Việc nâng hạng tín dụng lên mức BB và triển vọng là ổn định từ mức BB trừ thì đã đem tôi cho rằng là đây chính là cái đánh giá của những cái tổ chức xếp hạng tín dụng chuyên nghiệp và uy tín thế giới đánh giá thì chúng ta cũng như là nền kinh tế chúng ta đang ở những cái triển vọng rất ổn định. Điều này cũng thể hiện rằng những cam kết về việc lập chính sách để củng cố cái lợi thế về kinh tế vĩ mô cũng như tăng cường vấn đề mà xử lý những cái vấn đề tồn đọng còn lại của hệ thống tài chính cũng như hệ thống ngân hàng đã đem lại những cái kết quả này. Và đây chính là cái điều mà rất nhiều nhà đầu tư cũng như những người mà tham gia vào thị trường tài chính và ngân hàng cũng như những nhà kinh tế cũng đều là rất vui về cái vấn đề này, là một cái điểm cộng cho nền kinh tế chúng ta trong thời gian tới. Thưa ông, thì nếu như mà các tổ chức xếp hạng tín nhiệm chủ chốt khác trên thế giới như Standard & Poor's hoặc là Moody's cũng nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam lên thì cái điều này nó sẽ tác động như thế nào đến trái phiếu chính phủ của Việt Nam ạ? Đầu tiên thì có thể chúng ta đề cập tới là cái chi tiết hơn một chút xíu về cái xếp hạng tín nhiệm này. Bởi vì đây chính là cái xếp hạng tín nhiệm của những tổ chức tín dụng cho những nhà phát hành chứng khoán nợ dài hạn và ngoại tệ mà chúng ta thường hay nói tắt đó chính là IDR. Và IDR này ở chúng ta thì đó chính là trái phiếu chính phủ. Thì nếu như là đồng loạt những tổ chức xếp hạng tín dụng khác mà như kiểu mới đề cập đó chính là Moody's và Standard & Poor's thì đem lại cái lợi ích rất tốt cho nền kinh tế của chúng ta và đặc biệt là trái phiếu chính phủ. Tôi cho rằng cái tác động đến trái phiếu chính phủ là sẽ là rất lớn và nền kinh tế của chúng ta sẽ thu hút được nhiều cái dòng vốn ngoại hơn. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ quan tâm nhiều hơn đến thị trường của chúng ta trong cái tình trạng là chúng ta được xếp hạng tín nhiệm. Bên cạnh đó thì cái điều này nó sẽ tác động như thế nào đối với các doanh nghiệp của Việt Nam ạ? Đầu tiên thì chúng ta có thể nói là vấn đề là về tác động đến trực tiếp với trái phiếu chính phủ trước. Bởi vì là trái phiếu chính phủ của chúng ta khi mà được nâng xếp hạng tín dụng thì trái phiếu chính phủ chúng ta sẽ được giá của trái phiếu chính phủ tăng lên và cái lãi suất trái phiếu sẽ giảm đi. Và ngược lại, nếu mà chúng ta bị hạ mức tín nhiệm thì giá trái phiếu chính phủ chúng ta sẽ giảm đi và lãi suất trái phiếu chính phủ sẽ là tăng lên. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn huy động vốn khi mà chúng ta được nâng hạn mức tín nhiệm thì chúng ta sẽ phải bỏ ra cái chi phí thấp hơn để chúng ta thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào trong nước. Cái điều này sẽ làm cho cái nguồn vốn trong nước của chúng ta sẽ dồi dào hơn, sẽ tốt hơn cho cái nguồn vốn của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta có cái nguồn vốn dồi dào như vậy thì các doanh nghiệp sẽ dễ dàng huy động vốn hơn và với chi phí vốn bỏ ra thấp hơn thì cái điều này sẽ làm cho cái tăng cái tỷ suất sinh lợi của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nói đề cập đến vấn đề là tác động đến hệ thống ngân hàng. Bởi vì cái vấn đề mà khi lãi suất chính phủ của chúng ta đã giảm đi và cái giá trái phiếu chính phủ tăng lên thì cái lãi suất tái cấp vốn của hệ thống ngân hàng thương mại sẽ ổn định hơn. Cái điều này sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến cái sức khỏe của ngân hàng. Đây là cái điều kiện mà vô cùng quan trọng để cái hệ thống ngân hàng của chúng ta ngày càng coi là lành mạnh hơn và sức khỏe ngày càng tốt hơn. Đây là những yếu tố mà tôi cho rằng là tác động trong thời gian tới, mặc dù là không phải là ngay lập tức tác động lên thị trường chúng ta, lên nền kinh tế chúng ta, nhưng mà trong thời gian tới sẽ hoàn toàn phản ánh và thẩm thấu tất cả những vấn đề này. Thưa ông, thì nhiều chuyên gia thì cho rằng cái việc mình nâng hạng tín nhiệm lên nó không chỉ mang lại toàn là những điểm cộng mà bên cạnh đó vẫn có những rủi ro. Vậy thì theo ông, những rủi ro đó là gì và Việt Nam cần có những giải pháp nào mà để xử lý những rủi ro đó ? Một trong những rủi ro đầu tiên chúng ta phải đề cập tới đó chính là vấn đề là khi cái lãi suất trái phiếu chính phủ chúng ta giảm xuống và cái giá trái phiếu chính phủ chúng ta tăng lên thì điều có nghĩa là chúng ta sẽ huy động vốn được nhiều hơn. Xu hướng chúng ta sẽ tiến tới là sử dụng rất nhiều đồng vốn nước ngoài. Thì cái điều này sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến vấn đề là đồng nội tệ trong nước. Và đồng nội tệ trong nước sẽ bị ảnh hưởng thì rõ ràng chúng ta sẽ ảnh hưởng vấn đề đi đến vấn đề xuất nhập khẩu. Mà xuất khẩu đây chính là một cái điểm rất mạnh của nền kinh tế chúng ta. Và bên cạnh đó thì một cái điều mà sẽ tác động tiêu cực tới đó chính là vấn đề là chênh lệch cán cân thương mại. Đây chính là vấn đề mà để xử lý cái vấn đề này thì cho rằng nhà nước sẽ có những cái chế tài
khá là khắt khe, và tôi nghĩ rằng nên có những cái chế tài rất khắt khe và rất kỹ về cái vấn đề là huy động vốn nước ngoài mức độ bao nhiêu, thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề rủi ro này có thể được giảm bớt và có thể loại trừ ở mức độ nào đó. Một cái yếu tố rủi ro thứ hai đó chính là vấn đề vay nợ nước ngoài. Khi mà các doanh nghiệp mà vay nợ nước ngoài càng nhiều, tôi cho rằng điều ảnh hưởng ngay lập tức đó chính là cái vấn đề là cái đồng nội tại trong nước, cái lãi suất nội tại trong nước. Nếu chúng ta mà được thừa hưởng cái lãi suất vay nước ngoài nó thấp thì rõ ràng là cái lãi suất của nội tại trong nước là nhà đầu tư cũng như là những doanh nghiệp đều hoàn toàn có xu hướng là chỉ vay nội tại thôi. Và cái sự chênh lệch giữa cái lãi suất trong nước đồng nội tệ và lãi suất nước ngoài sẽ làm cho cái đồng nội tệ của chúng ta yếu đi. Cái điều này thì để giải pháp thì tôi cho rằng cái vấn đề mà khi đồng tốc với vấn đề chúng ta được thừa hưởng cái mức lãi suất vay nợ nước ngoài thấp thì chúng ta cũng phải giảm cái lãi suất trong nước. Cái điều này sẽ làm cho nền kinh tế ổn định hơn, để phòng trường hợp mà khi đồng vốn ngoại lập tức có một vấn đề gì đó đồng ngoại rút ra thì nền kinh tế chúng ta sẽ dễ dàng ứng phó lại với những biến động này. Dạ vâng, rất cảm ơn ông về những ý kiến trao đổi vừa rồi ạ. Cảm ơn Kiều rất nhiều.